Epping Forest, Essex, Anh. Kích thước và mật độ của Epping Forest đã biến nó trở thành nơi ẩn náu phổ biến cho bọn tội phạm và một nơi chôn cất khét tiếng cho các xác chết bị giết một cách bí ẩn. Kẻ sát thủ nổi tiếng Notorious Victor Pin cũng giết và giấu xác ở đó vào đầu những năm 1700, và xác của hơn một chục nạn nhân khác đã được phát hiện trong khu rừng này trong những năm 1960. Không có gì đáng ngạc nhiên khi khu rừng bị đồn đại là luôn phát ra những âm thanh ma quái và sự xuất hiện những nhân vật kỳ bí, bao gồm cả bản thân Turpin. Ngay cả khi bạn không tin vào những truyền thuyết này thì sự xuất hiện của những cây cối vặn vẹo trong rừng cũng khiến bạn cảm thấy lạnh sống lưng. Rừng Elfin Forest nằm ở phía tây nam của Escondido ở hạt San Diego. Khu rừng này nổi tiếng với những câu chuyện huyền bí, thần thoại về những linh hồn ma ám và yêu tinh. Truyền thuyết kể rằng những người Gypsy đã từng chiếm rừng Elfin vào đầu thế kỷ 19, cho đến khi những người dân địa phương gần đó đã đuổi họ đi và tàn sát những người không chạy trốn. Sau đó người Gypsy đã trả thù bằng cách nguyền rủa khu rừng và tất cả các vùng đất xung quanh. Ngày nay, người ta kể rằng nổi có những hiện tượng kỳ lạ, như một người phụ nữ mặc màu trắng toát đi lang thang, hoát ẩn thoát hiện trong rừng, bên cạnh một chiến binh cụt đầu cưỡi một con ngựa chạy nước kiệu vọt qua rừng đồi đao. Ấn Độ nằm ở thị trấn Kurseong của Tây Bengal được biết đến như một trong những nơi bị ám ảnh nhất ở Ấn Độ. Người dân địa phương kể lại rằng họ thường nghe thấy tiếng bước chân vang vọng qua các lối mòn trong rừng. Khu vực rừng còn bị đồn đại là địa điểm của nhiều vụ giết người, và các thợ rừng cho biết thấy một cậu bé không đầu đi lang thang giữa các hàng cây và con đường này được đặt tên là đường chết. Rừng Aokigahara, còn gọi là rừng tự sát, Nhật Bản. Khu rừng này nằm ở chân núi Phú Sĩ và có dáng vẻ rất thanh bình, nhưng nó có một quá khứ đau khổ. Được gọi là rừng tự sát, Aokigahara là địa điểm đứng thứ 2 trên thế giới về số vụ tự tử sau cầu cổng vàng. Riêng năm 2010, đã có tới 247 người đã cố gắng tự tước đoạt mạng sống của chính mình ở đây và 54 người trong số họ đã thành công. Rất nhiều người đổ lỗi việc xuất hiện xu hướng này là do có sự liên kết của khu rừng với ma quỷ trong thần thoại Nhật Bản đã xui khiến những du khách đến đây tự tìm đến cái chết. Rất nhiều người sau khi chết đi để lại quần áo rải rác khắp khu rừng khiến cho nơi đây càng thêm thê lương, lạnh lẽo. Khu vực Champing của Denver, Bắc Carolina sâu trong rừng North Carolina, khoảng 50 dặm về phía nam của Greensboro, là một vòng tròn bí ẩn nơi không có bất kỳ bụi cỏ hoặc một cây nào phát triển, cũng không phải bất kỳ động vật nào đi qua con đường xuất hiện vòng tròn bí ẩn này. Theo truyền thuyết địa phương, nguyên nhân là bởi đây là nơi ma quỷ đến để nhảy múa mỗi đêm. Ngoài ra người ta còn kể lại những đôi mắt đỏ rực sáng quắc chiếu trong đêm đen của rừng đen, đức hầu như không có bất kỳ ánh sáng mặt trời nào xuyên qua được những cây thông rậm rạp của rừng đen, và những huyền thoại xung quanh những khu rừng này ngày càng huyền ảo, huyền bí hơn. Như một người cưỡi trên một con ngựa trắng lớn, lang thang trong rừng và bắt cóc phụ nữ đưa họ đến hang ổ dưới nước, những người lùn sống giữa những lùm cây rậm rạp và cả người sói ẩn náu trong hang. Five Basins, New Jersey. Đây là một khu rừng thông trải rộng trên nhiều mẫu anh và suốt 7 hạt ở New Jersey. Khu vực này phát triển mạnh trong thời kỳ thuộc địa, những xưởng cưa, nhà máy giấy và các ngành công nghiệp khác. Nhưng thời hoàng kim của nó đã chấm dứt khi mọi người đã từ bỏ các nhà máy và các khu làng lân cận để lại đằng sau những thị trấn ma và một khu rừng u ám. Theo truyền thuyết địa phương, khu rừng này xuất hiện một sinh vật lạ kỳ. Sinh vật này được sinh ra vào năm 1735, sau đó sinh ra 13 người con với đôi cánh da, đầu dê và móng lừa. Chúng thường bay lên ống khói của các gia đình, giết chết vật nuôi và bắt cóc trẻ em. Rừng Hoi Abachu, Jumanji. Từ thời điểm một kỹ thuật viên quân sự chụp được một tấm ảnh UFO bay lượn trên khu rừng vào năm 1968, Hoi Abachu đã đạt được những tai tiếng huyền bí trên khắp thế giới. Khu vực này đã trở thành tam giác Bermuda của Transylvania, vì một số người tin rằng đó là một cổng bí ẩn khiến du khách biến mất. Ngoài ra nhiều người than thở là khi đi qua khu rừng đã bị phát ban,
buồn nôn và cảm giác lo âu. Rừng tiểu bang Zetafon River, Massachusetts, khu rừng ở tiểu bang Freetown nằm trên nền tảng của tam giác Freewater, một khu vực ở đông nam Massachusetts tràn ngập những lời đồn đại về những hình ảnh gây ám ảnh, những bóng ma đi lang thang, những cuộc gặp gỡ UFO, và thậm chí cả việc nhìn thấy người khổng lồ. Một số người tin rằng lịch sử bị ám ảnh của rừng bắt đầu từ thời thuộc địa, khi những người định cư đã cày xới vùng đất chôn cất thiêng liêng của bộ lạc Wampanoag. Và từ đó khu rừng này đã bị nguyền rủa. Dizing is Maden, anh khu rừng này còn bị còn là rừng Screaming, bởi ban đêm cư dân sống gần rừng thường nghe thấy những tiếng thét dựng tóc gáy khiến ai cũng cảm thấy kinh sợ. Thậm chí ban ngày trong khu rừng dập mờ mịt đầy sương cũng như có tiếng bước chân và những giọng nói thì thầm rất ghê rợn. Người ta cho rằng những tiếng la hét là kết quả của vụ thảm sát năm 1948, nơi mà 20 người được cho là đã chết trong rừng vào sáng ngày 1/11. Cư dân cho biết có ánh sáng kỳ lạ phát ra từ rừng trong đêm Halloween và khám nghiệm.